Hôm nay qua đây có chuyện gì? Ông Khang đâu? Đừng có nhắc tới người đàn ông đó nữa. Lại gây lộn? Không phải gây lộn, mà là chia tay, chia thiệt. Em không hiểu chuyện sao luôn á. Ông Khang mà không chịu nổi chị hả? Thì đàn ông trên thế giới này không ai chịu nổi gì hết trơn. Chị không cần ai chịu nổi chị hết. Chị là một người phụ nữ trưởng thành và độc lập, không cần đàn ông. Chị nói làm sao chứ? Có đàn ông hả thì vui sướng và hạnh phúc hơn chứ. Đó là em, không phải chị. Rồi, người phụ nữ trưởng thành thành đạt. Rồi hôm nay qua đây có chuyện gì nè? Thăm em với cháu. Vô thẳng vấn đề. Đưa tiền lấy thêm hàng. Cái gì? Đưa tiền lấy hàng thêm. Chị nói gì? Đưa tiền lấy hàng thêm. 300 triệu em đưa chị lần trước đâu. Ủa, 300 triệu đó là chị lấy hàng chứ không phải chị xài. Em thấy mỗi tối chị đều live stream chị bán hàng à? Đúng, có live stream bán hàng 3 lượt like, 3 người xem, 3 cha con của em xem đó. Vậy cái gia đình em nhảy vô xem nó không ai vô cho em đi ra đi cho người khác vô. Chị còn nợ em 6 tháng tiền hàng chưa trả nữa kìa. Ứng tiền cũng được thôi, làm dữ nữa. Liệu sao liệu nha, cuối tháng đưa cho em cái bản sao kê doanh thu đi. Thôi buổi dịch hả, khó khăn chứ đâu phải là hả buôn bán có thể là trơn tru đâu. Baby cũng vậy, cũng cưng cũng vậy, ai cũng áp lực lên tôi hết trơn á. Má cho khỏe không chị? Ngày nào ông chửi chị hết trơn á, khỏe không? Má có nhắc gì tụi em không? Em nghĩ có không? Thật ra là cục cưng biết hết. Biết em với cu đơ nhận nuôi Tina luôn. Chẳng qua chỉ là hờn mát tuổi già, càng lớn càng khó tính thôi, không sao đâu. Mà thật sự em không hiểu nha. Cái việc mà em ra ngoài ở riêng thì cũng bình thường thôi. Đó là sự riêng tư của hai đứa em thôi mà. Thật ra chị cũng không hiểu nha. Bắt cái lý do gì á mà cục cưng giận em. Trong khi em có làm gì đâu. Đúng rồi. Em chỉ giận con trai cưng của cục cưng rời khỏi vòng tay cục cưng thôi. Hiểu vấn đề chưa? Thật ra thôi cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Chị cũng đã nói nhiều lần với cục cưng rồi, cũng thông suốt một ít rồi. Cuối đường này qua thăm em á. Hả? Chị nói cái gì? Đã giờ không uống được ly nước cam luôn á. Ôi cục giang, cục giang của tôi. Hai chúng ta cùng sinh như hoa. Con tôi, con tôi. Con của em rồi đó. Không ai dành. Ủa sao bữa nay con đi học nè? Dạ con nghỉ đau bụng nên nghỉ nhà. Đã để trong nhà. Hai cho kệ dẻo nha. Má Trộn và Tina sẽ gặp nhau. Liệu có ổn không nhỉ trời? Tina, sườn này á ba làm cho bà nội. Lát ăn sao luôn con? Chắc thì khó chịu à. Thế nào cũng vô bụng à. Trời đất ơi, còn chả treo tôi nữa. Còn chết với bà. Tina, đứng lại. Đứng lại. Tina, đứng lại không? Tina, con đang muốn chống đối đại đi đúng không? Được. Hôm nay á là ba cho con biết thế nào lễ hội. Lễ đồ. Ôi, còn sửa lưng tôi nữa. Cái con này nó gan trời rồi. Tina. Trời đất ơi, con có chuyện gì vậy? Anh coi đó đó. Em nói nó còn câu mà nó trả lời với em vậy đó. Trời đất ơi Tina. Con có thấy là ba Zaki á từ sáng đến giờ ở trong bếp á chuẩn bị đồ ăn để đón tiếp nội không? Con ăn vụng đồ ăn như này á rồi làm dơ hết quần áo là con đúng hay là sai nè? Sai. Rồi, thì sai thì con phải làm sao? Xin lỗi. Đó. Không tức không được mà. Thôi mà. Thôi. Anh không thấy nó cãi lại em hả? Anh thấy nó càng ngày càng đáo để giống em còn gì nữa. Chắc anh muốn ăn chổi thay nó. Thôi để anh bóp vai cho em ha. Con cái gì đâu càng ngày càng khó gần.
Thì em cũng biết á, là chúng ta mới chỉ gặp nó có 6 tháng. Cái gì cũng phải cần thời gian chứ. Wow, nhiều đồ ăn ngon quá ta. Công nhận á, con dâu á cưng chiều má chồng ghê ta. Thấy vậy thôi, chưa chắc má chồng đã hài lòng nữa đó. Nghĩ sao? Chắc chắn sẽ hài lòng. Dễ gì, má chồng vẫn còn giận em vì cái tội mà đem con trai yêu của má ra ngoài ở riêng nè. Em gọi điện thoại má không bắt máy, mà em qua đến nhà thì cũng không thèm gặp mặt em luôn. Nhưng mà bây giờ á, má đã chủ động qua nhà mình rồi còn gì nữa. Chắc chắn rồi mà chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng căng thẳng quá. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng có anh ở đây. Ủa, anh thay đồ cho nó chưa? Chưa. Chết. Chà. Tina, đi vô thay đồ ngay. Trời ơi, từ sáng cái đồ cổ con tìm lấy hết trơn đi nè. Cái gì đâu mà sáng giờ cũng xài quần vậy con. Tóc tay con đục lắm hết chứ. Mới sáng ra còn năng lượng quá ha. Dạ, con chào má. Dạ, con chào má. Chào con. Do mốt khỏe không con? Lâu quá má không gặp con. Con khỏe, má khỏe không? Má cũng khỏe. Hỏi vậy thôi chứ thấy con còn trẻ trâu vậy má biết rồi. Ủa còn đây là... À, đây là cục vàng. Hai chúng ta cùng xin như hoa. Dạ, đây là cục vàng á má. Biết rồi, hỏi chứ tôi biết hết á. Đây là cục vàng, đây là cục bông dễ thương. Tina, khoan ta lại chào bà nội đi con. Chào bà nội đi con. Trời, Tina, sao con không chào nội? Mà sao tóc tai con bù xù vậy? Mặt mày như mèo vậy hả con? Hả? À, dạ, tại cả nhà sáng giờ chuẩn bị đồ ăn cho má đó. Tina. Trời ơi, con nhỏ này thường ngày nó hiếu động lắm, bữa nay mày đặt mắc cỡ nữa chứ. Thì đúng rồi, gặp cục cưng mà ai không quéo chị còn quéo. Bớt xỉa xói lại, thêm một câu nữa tôi quay về liền á. Tina, bà nó nghe không? Khoan ta lại chào bà nội đi con. Con chào bà nội. Chào con. Cái con bé này. Con xin lỗi má chồn. À, rồi tôi có được vô nhà chưa? Hay là thấy tôi trắng đứng đây phơi nắng cho nó đen cho vui chơi? À, dạ, cả nhà đang chuẩn bị đồ ăn đón tiếp má đó. Con đưa má vào trong nhà. Dạ. Tina, ăn từ từ thôi con. Má, má ăn thử miếng này đi. À, miếng salad hả con? Dạ. Nhà cửa cũng khang trang á, bếp núc hiện đại. Dạ, cái này là một tay vợ con sắp đặt hết đó má. Ừ. Bài biển nó hơi khô cọt, thiếu ấm áp chút, bởi vì sao? Không có bàn tay người phụ nữ chăm chút. Không phải đâu má. Cái kia là bà theo phong cách tối giản phương Tây á, chứ không phải qua quẹo xói nhà mình đâu. Cầm cái miệng lại, mình chưa mua được nhà thì mình không có được quyền nói. Con chưa mua được mà con bán giỏi lắm. À không, con có bấy gì thôi, đừng giận mình. Má nói vậy con có buồn không sắc cây? Dạ không, má chồng. Dạ không, má chồng. Chứ đừng nói hôn má chồng, nghe nó kỳ lắm, nghe nó lộn ngôn lắm nha con. Con làm nhà biên kịch, con phát âm và con viết tiếng Việt nó phải chuẩn. Chứ con viết người ta đọc vậy á, nghe nó kỳ lắm, con biết không? Dạ không má chồng. Dạ, cũng là do thói quen thôi má. Ừ. Với lại con gọi vậy á, là con gọi yêu. À, má thấy nó yêu nó cũng kỳ quá con. Mà má cũng yên tâm đi. Nhờ cái khoảng thời gian mà con ở cùng má á, mà cái vốn từ dựng tiếng Việt của con á, nó càng tăng. Nhất á là cái khoảng... Chửi lộn á, số 1 luôn. Chửi lại tôi không nói. Không. À, thôi má, má ăn thử miếng này đi. Dạ. Má thấy vừa miệng không ạ? Cũng được á con. Dạ, một tay mà con nấu nướng hết á. Hèn chi nó hơi mặn. Lần sau tiết chế lại chút nêm nếm nha con. Cưng thì dạ. Sao á, bên bển thằng ăn mì gói, mai nấu cho ăn trơn qua đây, sẽ kia nấu nhau, cho lên cho xuống được cưng này. Tự hào lắm em.
con gái con đứa bếp núc không có biết một cái gì hết á, ăn giật không hà mà còn tự hào vậy á. Má nói vậy á là má góp ý cho con để lần sau làm cho nó tốt hơn thôi. Dạ con hiểu má chồng mà. Má chồng. Dạ. Con thấy sườn của Giáp đi làm ngon mà. Hèn chi, dĩa cơm gì bệnh hết trơn, có mình ăn không có giường ai hết ha. Tina, không có ăn sườn nữa nè. Còn ăn nãy giờ quá nhiều sườn rồi. Nhưng mà không có ăn. Nói con không nghe hả Tina? Con mình nó cần sự kỷ luật. Hôm nay nè, nó biết nhà có khách nè. Nó chọc tức em. Khách hả? Dạ, dạ không phải đâu má. Ý của vợ con là... Nghĩ má là khách. Nè, hủ vô mốt. Má đẻ rằng cu đơ. Ai gọi cu đơ là ba thì phải gọi má là bà nội. Để má coi trong nhà này ai là khách nha. Con nè, bà biết ở trong nhà này không có người phụ nữ chăm sóc dạy dỗ con nên người. Bây giờ bà nói là nếu con muốn trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, một người phụ nữ sang chảnh như bà thì con phải ngoan, con không có được khóc nữa, nghe không? Nín dứt nghe chưa? Nín không? Con ăn đi. Rồi bây giờ trong nhà này ai là khách? Trời, Saki. Con không ăn nữa. Cứ để cho nó ăn đi. Không ăn. Ăn đi. Không được ăn. Cứ ăn. Không được ăn. Cứ ăn. Không ăn. Để cho nó ăn. Rồi con được ăn hay không được ăn? Được ăn. Con làm gì vậy? Con xin lỗi má chồng. Giúp đi đi. Tina hôm nay nó ăn quá nhiều đạm rồi. Con của con, hãy để cho con dạy nó. Nhưng phương pháp cậu dạy không có hiệu quả. Thôi nha, cục vàng. Mình không ăn sườn nữa, mình ăn nãy giờ nhiều rồi. Ăn kẹo nha, ha. Mày đâm ban lắm á. Trời đất ơi mọi người, hôm nay là bữa ăn thân mật gia đình. Mỗi người á, nhịn nhau một câu được không? Em xin lỗi. Con xin phép. Seki. Seki. Dạ, con xin lỗi má. Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn trẻ trâu như vậy dạy dỗ được ai? Cục cưng cũng vậy mà. Đó là bản chất. Saki. Em à, anh xuống dưới nhà chơi với má trộn đi, em đang bận. Em cũng hiểu tính của má mà, má cũng chỉ nóng ruột muốn giúp đỡ tụi mình thôi. Giúp đỡ? Bộ thật sự anh không thấy cái gì đang diễn ra hả? Em biết là má trộn vẫn còn giận em vì cái việc mà đưa anh ra ngoài ở riêng. Và mục đích hôm nay của má nè là qua đây để kiếm cớ xả em thôi. Thôi mà. Anh đứng đó. Và quan trọng hơn hết, Tina là con của em. Em không muốn má can thiệp quá nhiều vào cách dạy dỗ con cái của em. Má đã qua hơn 30 năm để dạy dỗ các con cái của má rồi. Còn Tina là của em. Nhưng mà Tina cũng là con của anh. Thì sao chứ? Thì mẹ cũng là bà nội của Tina. Em vừa muốn cơm lành canh ngọt với mẹ,
vừa muốn mẹ không can thiệp vào cuộc sống gia đình của tụi mình, sao mà được chứ? Anh nói như vậy á, thì anh đến đây làm gì? Đi ra đi. Ôi Saki, vì em là vợ của anh, anh cần sự thông cảm từ em. Em và mẹ đều nóng tính như nhau, anh ở giữa anh cực kỳ khó xử, em phải hiểu và thông cảm cho anh chứ. Thì đồng ý là mẹ cũng hơi quá đáng, nhưng mà đó cũng là một tín hiệu tốt, vì mẹ đã coi Tina là cháu ruột của mình. Đó chẳng phải là điều em mong muốn nhất sao? À, thôi được rồi, anh hứa được chưa? Anh sẽ nói chuyện lại với mẹ, rồi hai đứa mình á cùng nhau quyết tâm nuôi dạy Tina nên người, ha? Suy nghĩ lại thì em cũng thấy phần hơi quá. Em xin lỗi chồng. Vậy mới là Jackie của anh chứ. Thật sự em chỉ thấy hơi ganh tị thôi. Tina nó chỉ khó chịu với em, nhưng mà đối với mọi người thì nó rất ngoan ngoãn. Liệu em có phải là một người cha tốt hay không? Tốt chứ, tốt 500%. Vợ của anh á là số 1. Chắc chắn á Tina nó sẽ hiểu được tình cảm của em. Em yên tâm đi, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh hứa mà. Xin lỗi, không có gì, không có gì.